giảm cân, ngủ sớm, ngừng mua sắm thì chỉ được một lúc rồi thôi. Em đã hạ quyết tâm, rõ ràng là thề son sắt, rõ ràng là vô cùng thành tâm, nhưng vừa ngoảnh đầu lại lại quên hết, chẳng có tác dụng gì cả. Bạn này là bạn hay đấy, vì các bạn ấy có một cái đam mê, đúng không? Có cái đam mê, ví dụ như là đam mê ăn uống này, cho nên mới tăng cân, đúng không? Rồi đam mê ngủ nghe này, hay đi ngủ sớm, đam mê mua sắm, đúng không? Thì bây giờ các bạn đang muốn thay đổi cái đam mê này, đúng không? Thì cách đơn giản thôi là tìm một cái đam mê khác. Các bạn có đam mê, tôi thề với các bạn rằng là có đam mê thì các bạn thức trắng đêm, ví dụ phim chẳng hạn, đúng không? Hay là đam mê là trò chuyện với người yêu chẳng hạn, có khi các bạn thức trắng đêm, các bạn không thấy mệt đâu. Thế nhưng nếu vì các bạn không có đam mê gì khác cho nên là các bạn cứ muốn ngủ, bởi vì nếu không ngủ thì các bạn cũng ngồi ngáp vọng. Thế nếu bây giờ các bạn có đam mê khác, ví dụ như đọc sách, ví dụ như là có những câu chuyện này câu chuyện kia, thì chắc chắn là sẽ thay thế được cái đam mê này. Và nếu như chúng ta có từng nói là chúng ta làm việc quên ăn, đấy là khi các bạn đam mê công việc đến mức độ mà quên ăn thực sự là tôi thấy có nhiều người như vậy, là nhiều lúc mà đam mê công việc ở vùng là không nghĩ đến chuyện ăn uống. Còn nếu các bạn không có đam mê gì khác thì những cái đam mê của các bạn đây nó là những cái đam mê mang tính gọi là nhu cầu cơ bản của con người, đúng không? Basic instinct, tức là bản năng gốc. Các bạn không thể thoát khỏi được cái này vì các bạn chưa có đam mê khác thay thế các bạn nhé.